Trời ơi. À, xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị nơi tại nơi xã Kiến Thành. Dạ, còn đây là xưởng sửa chữa các loại máy cắt lúa cũng như là máy cuộn rơm hay là gì đó vân vân. Có sự cố trục trặc gì nho nhỏ thì đến đây thì có thợ sửa chữa và bảo quản bảo trì . Cho nên hôm nay tôi đến, tôi xin phép các anh các chú ở đây để mà ghi hình lại cuộc sống sinh hoạt của xã quê tôi, vùng quê An Giang quê tôi, gửi đến cô chú anh chị xa gần trong nước và ngoài nước xem, để thấy quê hương của chúng ta cũng có rất nhiều thay đổi và cũng có sự và công việc hàng ngày trong cuộc sống sinh hoạt của người dân quê tôi là như vậy. Dạ, bởi vì đây là dùng ruộng lúa chứ còn hoa màu thì rất là ít. Cây trái cũng vườn, cây trái cũng có, nhưng mà ruộng đồng thì là nhiều hơn. Ruộng đồng thì nhiều hơn, cho nên là cũng có những máy cắt lúa như thế này để thu hoạch cho sớm hơn. Bởi vì ruộng đồng thì rộng lắm cô chú anh chị, không thể nào mà gặt bằng tay được hết á, cho nên là phải có nhờ đến sự hỗ trợ của các anh robot như thế này. Dạ. Và đây là những người thợ, những người chủ của các tất cả máy đây . Anh ở đây, cái xưởng sửa chữa này của mình nó gọi tên là gì anh? Mình chạy tới đâu máy nó sửa chữa tới đó vậy. Nước mãi xưởng. Cũng như là anh em biết rồi là dạ. Dạ dạ. Anh tưởng nó là đây là chuyên về mình về sửa những cái máy này. Dạ. Vậy cũng được anh ha, hỗ trợ nhau ha. Dạ. Tự sửa đỡ lấy tiền. Dạ. Rồi ví dụ như mà cần thay đồ cái gì thì là mình đi mua về làm. Dạ, đem vô cho mấy anh em làm hết. Dạ. Rồi có mình có tiền công gì không anh? Cho cô có. Cho trên tiệm mình điện cái là đem vô. Không, em nói thí dụ như sửa vậy nè, mình có bồi dưỡng anh em tiền công sửa chữa. Tự nhà sửa anh em sửa là rồi làm thôi. Dạ, dạ thì cũng được ha. Em tưởng là thợ rồi mình phải đem lại sửa mình tốn tiền á anh. Dạ. À, như anh mua cái máy này mình làm được bao nhiêu năm rồi anh, mà giờ nó lại dở chứng vậy? Cây mới có, cờ cũ có. Dạ. Yeah. Đồ này chạy như xuống ba đất lúc rồi nó quẩn hơn. Dạ. Dạ. Có vậy mà nó cũng ấy ha, em tưởng đâu là cũng nó bền lắm chứ, tưởng là nó cũng phải là dạng giống như là ta gọi có cái câu là nồi đồng cối đá đó, em nghĩ là chắc là cái cú hình 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 đâu. Dạ. Mà mình chịu khó lắm đó là ở đây theo như tôi hỏi thăm anh ở đây thì là không phải là xưởng sửa chữa để mà nhận công nha cô chú anh chị, đây chỉ là anh em trong nhà rồi tất cả mỗi người cũng như là ai cũng có máy đó, rồi người biết về công đoạn này công đoạn kia thì để giúp nhau tự khắc phục thôi cô chú anh chị, chứ không phải là xưởng sửa chữa hay là nơi sửa chữa để mà mình phải trả tiền công đâu ạ. Đúng là nghề nào việc nấy . Mấy anh có máy và mấy anh cũng biết để khắc phục nó nữa. Dạ, rất là giỏi . Nhưng mà công việc này của mấy anh đó tôi thấy là vất vả chỉ vào cái buổi chiều thôi cô chú anh chị. Còn buổi sáng thì đợi cho rơm khô hoặc là lúa khô mùa sương đi. Sương xuống đó thì để cho nó khô chút xíu thì mới là đi cắt hoặc là đi cuốn rơm cũng vậy. Đến trưa mới bắt đầu làm vào đến buổi chiều luôn . Còn buổi sáng thì mấy anh cũng còn rảnh rỗi thư giãn, ngồi chuyện trò và xem công việc như thế này.
YouTube em ơi. Cái này chị quay là chị đăng lên YouTube. Đó đúng rồi đây. Ê cả ba gà bên kia cái đáp đây đó. Ừ đó. Bên này có mô nè, bên đó. Những chiếc máy đang đậu phía bên ngoài, đang vận hành, đang làm việc à? Dạ, theo tôi biết thì ngoài có cá nào? Ngoài có cá nữa hả? Vì sao ngoài tôi điện không? Sao qua cắt mà không có kéo nên tao điện mày không được, nên tao giao cho máy cắt kéo. Cái máy này là máy cắt hay máy cuốn rơm vậy em? Máy cắt chị. Máy cắt hả? Đây là cũng là máy cắt lúa đang đang vận hành, đang làm việc nè cô chú anh chị, chứ không phải là, còn như cái máy phía bên dưới là cái máy đang gặp sự cố, đang khắc phục. Trời hôm nay tôi thấy không có nắng nè, cũng thấy rất buồn, âm u quá.
hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.